nay công ty Thế Giới Bảo Vật xin giới thiệu tới các bạn một cái máy quét kiểu kho, một cái quét đầm tay có model là G-Bed. Đây là model là G-Bed 9000. Đây là G-Bed 9000 có là của hãng G-Bed, xuất xứ từ Đài Loan. Thì mình sẽ ở đây nó được ứng dụng là để là kiểm kho, hoặc là mình có thể quét để nhận diện những cái bảo vật. Quét kiểm kho nó sẽ lưu lại tất cả những cái bảo vật mình đã quét qua. Còn với lúc mà quét thì nó sẽ lưu cái số lượng, mình có thể nhập vào cái số lượng để biết được cái số lượng của cái bảo vật, cái tài sản của mình. Đây là chiếc hộp của nó. Tiếp theo mình sẽ mở ra cho các bạn xem những cái phụ kiện bên trong, cùng với là mình sẽ xuất ra hoặc là quét qua để các bạn xem thử thế nào. Đầu tiên đây là quick guide, đây hướng dẫn sử dụng cũng như là một số phụ kiện. Đây nó có hướng dẫn kết nối với là máy tính hoặc là trên này những cái nút. Đây hướng dẫn rất là kỹ, một tờ giấy nhỏ nhưng cũng đủ cho chúng ta có thể biết được thao tác. Đây là trên này, đây là những cái có ở trong máy nha. Thì đầu tiên là cái này, mình gọi cái này qua bên nha. Tiếp theo đây là một sợi dây này mình có thể kết nối thì ra móc vào cái máy để có thể bảo cầm đỡ rơi rớt nha. Rồi đây là dây cáp kết nối, còn với đây một cái chân đế là mình có thể kết nối cái cáp này với chân đế để dùng để sạc pin, còn với là để truyền dữ liệu lên máy tính. Đây là cái adapter để sạc pin cho cái máy. Rồi đây là cái đầu để cắm vào cái adapter. Đây là cục pin của máy, đây các bạn có thể xem pin máy. Rồi đây tiếp đây là phần quan trọng nhất, đó là cái thân máy G-Bed. Là một thiết bị cầm tay nên nó rất là nhỏ gọn. Đây các bạn có thể xem qua nha. Made in Taiwan. Đây, xuất xứ ở Đài Loan. Đây, G-Bed của hãng G-Bed. Có tem chống giả. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái mình sẽ bỏ pin vào. Đây các bạn để mở ra các bạn nhấn đây. Rồi đẩy xuống. Rồi mình sẽ bỏ pin vào rồi quét thử cho các bạn xem. Rồi lắp bên này trước nha. Rồi sau này trước, sau này trước. Ok. Đóng lại. Rồi mở qua. Mở lên. Cái này ứng dụng nhiều trong cái mình một kiểu kho mình. Cái này có chức năng bật đèn. Nên mình sẽ bật đèn lên cho các bạn xem ở mục số 3. Bật đèn lên cho sáng. Rồi setting số 1. Đây, ok là nút xanh này nha các bạn. Rồi tiếp theo chọn tới LED LCD. Đây đèn đây số 4, một số 4. Ok, xuống, turn on. Ok, đó bật đèn lên sáng là dễ nhìn hơn. Rồi mình sẽ quét vào sản phẩm cho các bạn xem cái chức năng hoạt động máy nè. Mục số 1 là để mình quét. Rồi bấm nút màu xanh này ok. Đó thì mình thử sẽ đã thử một vài cái bảo vật. Đây có một số cái bảo vật thì lúc các bạn quét nha, nó có tia màu vàng này. Rồi ok, quét thì trên này thì nó sẽ yêu cầu mình nhập số lượng quality, hoặc là nó sẽ mặc định bằng 1, ví dụ như nhập bằng 5. Rồi tiếp theo ok, rồi mình sẽ quét cái bảo vật khác ở dưới này. Rồi tiếp theo mình sẽ quét một cái bảo vật khác. Đây là cái quá trình kiểm kho của các bạn luôn nha. Cái này ví dụ như cái này là có 10 sản phẩm thì mình nhập là 10 hoặc là 100 luôn. Rồi tiếp theo mình ok. Đó cứ thế các bạn cứ quét rất là nhiều cái sản phẩm. Trong sau khi một đợt kiểm kho xong thì các bạn nó sẽ lưu lại vào trong bộ nhớ của máy này. Máy này nó có bộ nhớ lưu lên tới 10.000 mã vật, nên các bạn yên tâm về cái số lượng lưu của nó. Rồi tiếp theo là mình sẽ kết nối qua máy tính cho các bạn xem. Kết nối bằng cái này lúc nào máy hết pin thì mình mới cần để sạc, còn không lúc kết nối thì không cần thiết phải cắm vào đây. Adapter mình sẽ cắm ở đây, sau đó mình sẽ đặt vào đây để sạc pin nếu bạn, hoặc là để kết nối giáp vào máy tính rồi cắm cổng kết nối vào máy tính. Các bạn có thể xem qua sơ qua về cấu tạo của máy.
là phụ kiện nhé, phụ kiện đi cần. Ở hiện tại trên máy tính mình là tải sẵn một cái app của GBet Driver, mình sẽ mở lên để upload cái dữ liệu trên máy về. Thì cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tải các driver cộng với là cái app này để đưa dữ liệu về. Thì video này mình sẽ hướng dẫn, video này mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua. Rồi đầu tiên các bạn cắm kết nối vào nha, cắm máy này, cắm kết nối vào máy tính, rồi đặt máy vào trên đế. Rồi tiếp theo ở trên màn hình mình sẽ đây, 22 nút bên này là hai nút lên xuống này, các bạn chọn xuống một cục loát rồi các bạn ok để mình có thể ok đó lên ok dữ liệu đây. Rồi tiếp theo trên máy tính mình sẽ chọn cái mũi tên xuống để download cái data xuống. Rồi bên này là mình sẽ chọn vào cái thư mục mà mình muốn lưu cái đó. Ví dụ như mình sẽ chọn cái này test nha, test ngày này hôm nay là 22/6/4 đi, ok mình sẽ ok, nó sẽ lưu đúng vào file này, dễ dàng vào file đuôi là txt, sau đó mình sẽ chuyển thành file excel. Rồi start upload nó đang upload, ok đã xong đó. Thì đây là những cái mà nãy giờ mình vừa quét nha, hai cái kia là mình bắt đầu tiên, còn hai cái này của sao này số lượng là 100, còn cái kia số lượng này mình nhập là 5. Sau đó mình có thể xuất ra file Excel với cái hình dạng là một hàng, bên này là bảo mật một hàng, bên này là số lượng sản phẩm, để mình có thể là kiểm kho hoặc là có thể add vào cái phần mềm của kiểu phần mềm phân hệ kiểm kho của mình. Đó là sơ qua về cái máy này. Thì với thiết bị cầm tay rất nhỏ gọn và rất là tiện lợi này của hãng GBet thì có thể giúp ích được các bạn rất nhiều trong cái lĩnh vực là kiểm kê tài sản hay là kiểm kho hoặc là quét mã vạch, kiểm tra mã vạch. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc hay là cần hướng dẫn thêm về cái vấn đề kỹ thuật, bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ thêm. Xin chào các bạn.